Một tiết lộ đang gây sốc tại Pakistan, giới chức y tế quốc gia Nam Á này vào hôm 4 tháng 12 cho biết có 10 trẻ em vừa bị truyền máu nhiễm virus HIV và có biểu hiện dương tính với căn bệnh. Dư luận đã ngay lập tức lên án cơ quan y tế các địa phương quá yếu kém và bê bối trong việc theo dõi và xét nghiệm máu trước khi truyền cho bệnh nhân. Số trẻ bị truyền máu nhiễm HIV có độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi đều mắc chứng thiếu máu huyết tán bẩm sinh và phải thường xuyên đi truyền máu. Số trẻ em bị truyền máu nhiễm HIV có thể sẽ tăng vì đang còn nhiều bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh được xét nghiệm HIV. Chính phủ Pakistan quyết định điều trị miễn phí cả bệnh HIV và thiếu máu huyết tán bẩm sinh cho số trẻ em này. Hiện rất khó xác định ngân hàng máu của địa phương nào đã lưu lại các loại máu nhiễm HIV trên vì 10 em không truyền máu cố định ở một nơi mà đã qua nhiều trung tâm khác nhau.